bây giờ là người lớn người nhỏ gì cũng được chích một cái hết trơn á. Bây giờ mà chưa ăn thì sao chưa chích luôn. Lấy cái cận mặt, lấy cái mặt, thấy cận lấy cận lại đánh. Thằng nào nhỏ nhất? Ủa, nhỏ nhất không? Vô. Để rồi, chết giờ rồi, chết giờ. Một, hai, ba. Lại. Người chọn số được. Đâu cái gì đó. Wow, thì thấy nha. Thử thách. Trời ơi, lên. Đập lên. Thử thách xoay vòng vòi. Vòi lại 20 vòng. Đâu rồi? Thôi chịu thua, bỏ kìa. Lấy đất nha. Xoay đi vừa 20 vòng. Nhẹ nhàng bao nhiêu? 10,000. Cho mọi ông cụ 8 đi. Yeah.
ngon rồi người ta rất ngon em ngon ở đâu rồi đến đây chờ đấy đây 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 lắm nghe coi vô không á vừa đủ dáng luôn á vừa đủ dáng luôn hỏi ha bự hay nhỏ một hai lỡ 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 và ở trên dính tiền trên á 50 Màu vàng trời ơi bà nở ủa chứ bố đó thầy vậy được chơi được còn ai nữa không chị Bí nè sáu nữa đâu xong bà Bí thử thắng bà từ tới mở ra cái bao lì xì tao cầu nghĩa bây giờ chồng lại rồi không có giờ mày hả con gì thử thách ra với một tô cơm ăn hết trong vòng 5 phút bạn sẽ nhận được một chén cơm. Mẹ thử thách cái người nè. 1, 2, 3 không nhìn nè. Quay cái bóng bóng này tới, đừng quay xa xa xí. Xì nó mọt. Cho nó chạy. Thử thách ra với một tô cơm ăn hết trong vòng 5 phút bạn sẽ nhận được một chén đi vô gội đầu không gội đầu chứ rồi cho tao bị sao mà
bông luôn đi, bay về thôi. Rồi, rồi, 100 ngàn. Rồi. Con ăn. Vô, vô, vô. Có tiền anh Mai à. Anh Tài lãnh phong bì. Ủa Tài đi đâu luôn rồi?